Nay qua cây cana nó tốt, rất mệt luôn. Cái bông sữa đổ mình hỏi mình thấy quá trời bông, bữa nay qua không có bông gì trơn á, có 2-3 bông à. Hỏi mình thấy trắng bông hết trơn, nó rụng nó thành tái hết rồi. Ngồi về nhà có mình thấy nữa, hôm nay quá trời có tái nè, cho tái lòng hồng nhiều ghê luôn. Mình nè, có tí xíu nè, cái là bông nè đó, cánh lá nào cũng có bông hết trơn á, mà bông nó chưa có bự, lú bông hết trơn rồi. Lại cây đây có nè, mình trồng một lượng cái cây nhỏ nãy vừa lú lên lại có bông rồi. Cánh lá nào cũng có bông hết trơn. Đây mình có mấy cái cắt nè, mình hái rồi. Muốn mình đó có cỏ nó ăn hết trơn luôn, hổm tốt nay hết rồi. Ít xịu không ấm nhắc. Mình hái mấy cái bưởi này cũng nhẹ cây chín rồi, ăn tiểu luôn. Cái này luôn thu à, mà mình thu lại được 3 trái bưởi. Đi qua hái gạo, hái bông sữa đổ mà không có bông gì chơi. Rồi đi về nhà mới cây sữa đổ nhà có bông. Mình về đây mình hái bông sữa đổ ở nhà mình. Tháng này làm như nó ra tái nhiều. Đây mình có mấy cái cà tái dài nè, cà tím nè, cái mình cắt vô luôn để hơi nó già ổn. Mấy cái cà mình vậy chứ lâu lâu cái nó cũng có được mấy cái. Mình cắt nồi gai, nồi gai của mình nhiều hết sức rồi. Ở đây mọi đã ít nè, ở đằng kia kìa nhiều dữ rất nhiều, đám nồi gai khủng khiếp luôn.
bán rau cần thấy ham luôn. Đây là rau cần nước của mình nè, mình cắt cái mình lấy cái gốc mình trồng nữa. Đây, mấy cái ngói này nó lên là mình trồng xuống nè, chăm rễ rồi mình lấy ra đằng hồi mình trồng. Rau cần nước này hôm rồi á mình trồng có mấy cái cọng, có mấy cái gốc à, trồng đâu có nhiều đâu, mà bữa nay nó lên thấy ham luôn. Nay chắc mình trồng cái này nhiều quá, tại vì mình trồng cải ở trong đây nè, nó bị chạy hết trơn. Giờ mình trồng rau cần nước, mình thấy rau cần nước trồng ngon, trồng thấy ham thiệt. Giờ mình trồng mấy cái ngó này xuống nè, mấy cái ngó này lên rễ nè, nó phóng phóng ra lên rễ nè, vậy cái mình trồng xuống cái nó sống luôn à. Mình trồng đây không bao lâu là mình có một vườn rau cần nước. Mình cắt cái cọng rau cần này nữa, rau cần của mình nó tốt khủng khiếp luôn. Bụi bạc hà của mình, cây bạc hà này nè, nó bự thấy khủng khiếp luôn ạ. Mỗi lần mình trồng là cái cây nó nhỏ nhất luôn, nhỏ thiệt là nhỏ luôn. Mình trồng với cái cây cần dày lá này nè, không có gì dễ trồng bằng cái cần dày lá nè. Ghim xuống nở lên, công nhận cái bạc hà trồng trong xuồng nó tốt. 3-4 cây mà trồng mấy cây ngoài kia nó không tốt, mà trồng cây này nó tốt quá trời. Hôm nay có mấy đứa bạn của con bé tới chơi, cái mình cũng làm một cái nồi lẩu nho nhỏ để cho mấy đứa bạn bé ăn cho vui. Giờ mình lọc rau, cái hồi mình chơi trong nhà mình nấu, mình ra đây mình có cái sạp này nè, mình ngồi mình lọc chơi dễ. Giờ mình lọc bó rau nhúc này. Lúc này có vú, thường thường cái vú nó thòng thòng xuống, còn này vú ôm sát hơn, ôm sát cái thân đó. Thường thường vú thì vú phải thòng xuống, vú bự ra vú thòng xuống, còn này vú ôm sát thân. Mỗi cái vú khác nhau. Bông xì đũa nãy mình hái bên giường mình nè, có xỉu à. Do cần nước của mình nó non èo, lật khỏi bỏ luôn. Tắt nước lên mình nấu lẩu. Đây là Diễm, bạn của bé nhà mình. Cứ lên chào, chào khán giả hay con. Con nó gậy làm cái gì? Dạ con còn học. Vậy hả? Con học ở đâu? Con học ở Tiền Giang. Ừ. Ở năm nào mới ra từ? Ừ, 6 tháng 10 con ra. Vậy hả? Thì cũng phải còn bao lâu nữa nè. Dạ. Mình bỏ miếng muối vô. Hết luôn hả anh em? Mình để miếng đường vô.
để me vô. Nên mình làm lẩu me chứ mình không có làm khớp. Mình sẽ làm cái món lẩu nóng để đãi bạn của bé nhà mình. Lẩu nóng thì mình có đây là nấm hương nè. Đây là nấm mèo. Còn này là nấm bầu ngư. Đây là nấm đùi gà. Đây là nấm gơm. Nấm gơm là nấm mình ở đây. Đây là nấm bạch tiết. Bạch tiết thì bảy chú lùn. Nấm bạch tiết thì đẹp. Đây là nấm kim châm. Mình làm tất cả là 2, 3, 4, 5, 6 thứ nấm. Mình và cả nhà cùng theo mình nấu cái nồi lẩu nấm này nha. Giờ mình cắt cái chân của nấm mèo. Đây là bạn Diệu. Con Diệu hả? Dạ. Con nhà con ở đâu? Dạ con ở bên Mỏ Cày Bắc bên đây. Con ở ấp nào ạ? Dạ ấp Hòa Hưng. Hòa Hưng hả? Dạ. Vậy cũng cùng xã Hòa Lộc hết à? Dạ. Đây là bạn Diệu, là học chung với bé ở nhà mình. Trung cấp 2. Con vẫn học trường gì? Dạ con học công nghệ thực phẩm, trường công nghệ thực phẩm. Công nghệ thực phẩm thì con làm món ăn chắc ngon rồi nha. Con chừng nào ra trường? Dạ nay con năm 3 rồi, con còn năm nữa. Vậy cái mùa dịch này chừng nào con mới nhập học lại? Dạ trường con nói là mùng 10 mà chưa có thông báo, không biết có nghỉ nữa hay không. Chắc năm nay dịch nó nặng còn hơn năm rồi ha. Dạ đúng như năm rồi thì chết hơn. Mình gọt cái chân của nấm gơm nè, cho sạch. Mình cắt cái nấm đùi gà, nấm đùi gà người ta cắt chân thôi. Nấm đùi gà. Mình để rau ra cái xề nè. Bên rau nhúc, bên rau cần. Mình cắt cà chua mình để vòng vòng thôi, cái mình hồi ăn mình để vô cho nó còn giòn ngon. Mình cắt bạc hà. Bạc hà cắt mỏng mỏng nhìn hồi để vô ăn giòn ngon dữ đó. Xin chào cả nhà. Diệu gọt xong cái mận này. Giờ tới gọt hành long. Diệu học để cái cây nữa không Diệu? Trời ơi. Để sơ sơ mà cái đó mình học đâu phải là chiên về bên nó đâu nha. Kiểu học cho biết thôi.